trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, liệu vùng ven sẽ là tâm điểm của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018? Với câu hỏi lớn như thế này, trong thời lượng 15 phút chuyên đề ngày hôm nay, nhóm phóng viên VITV sẽ có chuyến khảo sát ở quận 9 và quận Thủ Đức để xem hai điểm nóng được nhắc nhiều nhất trên thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh sẽ có diễn biến ra sao trong những ngày đầu năm. Yếu tố nào đang khiến thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vùng ven được kỳ vọng phát triển nhiều như vậy? Và liệu có rủi ro nào khi đầu tư vào bất động sản vùng ven hay không? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận đầu tiên của chúng tôi. Tại văn phòng ký gửi nhà đất này, những ngày đầu năm khá yên ắng. Trong cuốn sổ ghi chép khách hàng thì chỉ là khách thuê kho xưởng, còn đất nền chỉ có một lô hơn 100m² ký gửi, nhưng vẫn chưa có người mua. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của VITV thì không khí mua bán lại khác. Có nghĩa là mỗi sáng là tới khoảng chừng vài chục người, là giống như những người công ty người ta thuê đó, người ta đi rải tờ đơn rồi người ta tư vấn khách hàng á, rồi đem bàn, đem ghế, đem bạc ở đây ngồi tư vấn khách. Nhưng mà thời gian này chắc sau này người ta đã có mối rồi thì những cái đó người ta sẽ liên lạc qua điện thoại hay là gì đó, thì người ta sẽ dắt đi vào nhỏ buổi chiều hoặc buổi sáng sớm á, thì vẫn có người chạy không đã dắt khách đi coi đất. Ghi nhận thực tế cho thấy không chỉ hoạt động mua bán sôi động mà giá đất nền cũng đã tăng lên. Cụ thể, 1m² đất đã tăng từ 5 đến 10 triệu đồng so với tâm điểm đầu năm 2017 và tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp thì điểm khác đầu năm 2018 so với mọi năm. Đó là vùng ven không chỉ nóng phân khúc đất nền mà cả nguồn cung và cầu nhà ở cũng sốt lên. Minh chứng là lượng giao dịch bất động sản trong tháng 1 đã tăng 8,6% so với tháng trước, với khoảng 1.900 giao dịch thành công. Theo sau đó là các ông chủ địa ốc đang tiến quân rầm rộ ra vùng ven, như những cái tên Thủ Đức House, Hưng Thịnh, Đất Xanh, Novaland. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra hai dự án là Centura An Phú tại quận 2 và Centura quận 9. Đây là hai dự án được thị trường kỳ vọng và chúng tôi sẽ đưa ra vào quý 1 và quý 3 năm 2018. Thành phố sẽ rộng ra và mọi người sẽ không còn ở tập trung nhiều ở trong nội ô, mà phần lớn là sẽ ở tất cả các quận như quận 9, Nhà Bè, Bình Chánh, rồi quận 8, Bình Tân, quận 12, Thủ Đức hay là các cái quận giáp với thành phố. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần một năm yên ắng thì bước vào những ngày đầu năm 2018, đất nền vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh đã nóng trở lại. Tâm điểm như quận Thủ Đức, quận 9, cơn sốt nhà đất vùng ven đến từ chính sách. Khi tại hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 vào ngày 23 vừa rồi, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ phát triển vùng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một vùng đô thị lớn. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là hạt nhân và mở rộng ra 7 tỉnh lân cận. Cụ thể, nếu lấy tâm từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, thì vòng tròn phát triển sẽ mở rộng lên đến 30.404 km² với bán kính từ 150 đến 200 km. Với cái đô thị trung tâm cũ đó là Thành phố Hồ Chí Minh và phát triển ra rất nhiều cái khu đô thị ở trong khu vực riêng của Thành phố Hồ Chí Minh, như khu đô thị Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị Thủ Thiêm, khu đô thị Nam Sài Gòn, rồi bây giờ chúng ta sẽ còn phát triển ra khu phía Tây Bắc ở vùng Củ Chi, Hóc Môn nữa. Bên cạnh đó, các cái huyện giáp ranh của Thành phố Hồ Chí Minh như là Đức Hòa, Long An, Đức Hòa, bên cạnh đó các huyện như là Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức của tỉnh Long An, rồi Bình Dương thì chúng ta có thị xã Thủ Dầu Một, có thị Thuận An, Dĩ An, Biên Hòa thì có thành phố Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Nhân Trạch, vân vân. Trong đó, việc Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng giao thông kết nối vùng ven đã góp phần làm cho nhà đất ở đây hấp dẫn hơn. Cụ thể, trong 80 dự án xây dựng các công trình giao thông khắp thành phố trong năm 2017 thì đa phần tập trung ở các quận, huyện vùng ven. Đó là tuyến Vành Đai 2, Vành Đai 3, sân bay quốc tế Long Thành, đến việc xây dựng hàng loạt cầu vượt và dự án mở rộng đường ở các quận, huyện ven trung tâm thành phố. Điều này đang làm cho thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chuyển dịch. Điều chúng ta đang nắm trong tay hiện chính là cơ sở hạ tầng với những cung đường và hệ thống giao thông mới, như metro chẳng hạn, sẽ đưa vào sử dụng trong tương lai. Những bước phát triển này hiển nhiên sẽ thúc đẩy giá trị của dự án bất động sản liên kề.
Chúng ta thực hiện cái chỉnh trang đô thị thì chúng ta phải đi liền theo đó là đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thì chắc chắn không gian đô thị nó sẽ được mở rộng ra và bộ mặt đô thị nó sẽ thay đổi. Điều đó có nghĩa là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở sẽ được đầu tư. Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ tập trung triển khai chương trình chỉnh trang đô thị. Vì vậy, các chuyên gia và doanh nghiệp nhận định, động thái này sẽ giúp cho thị trường bất động sản vùng ven trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Như vậy, thị trường bất động sản vùng ven ở Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 sẽ có nhiều thay đổi khi hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển mạnh mẽ, nhiều dự án nhà ở cũng rầm rộ đổ về đây. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý cần cẩn trọng với sức nóng này bởi trong cơn sốt vùng ven cũng đang tiềm ẩn một số rủi ro, ghi nhận của nhóm phóng viên VITV. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản vùng ven, đó là quận 9. Theo ghi nhận nơi đây, thì đất nền đang là phân khúc tạo nên sức nóng của quận ở khu đông này. Khi hoạt động mua bán sôi nổi, còn giá bán thì đã tăng 20% so với tháng 1 năm 2017. Đó là giá tăng trên thị trường thứ cấp sau lần giao dịch đầu tiên. Giá của 120 lô đất nền này đã tăng từ 23 triệu đồng một mét vuông lên 29 triệu đồng một mét vuông kể từ tháng 1 năm 2017. Như vậy, chỉ mới trong lần trao tay thứ nhất, giá đã tăng 20%. Với tính chất thị trường thứ cấp là mua đi bán lại, các chuyên gia lo ngại giá đất nền sẽ lũy tiến theo số lần giao dịch, khiến đất bị đẩy lên quá cao bởi dòng tiền đổ vào liên tục. Quỹ đất trong những năm qua trở nên dần trở nên khan hiếm. Chính vì vậy mà cái kênh đầu tư đất nền sẽ là một trong những cái kênh thu hút và được nhiều cái nhà đầu tư họ quan tâm. Và chắc chắn là cũng sẽ là tiếp tục là một cái phân khúc là rất hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Ngay khi tổng kết năm 2016 đó, thì chúng tôi đã thấy rằng cái tổng số tiền cho vay tiêu dùng trong lĩnh vực bất động sản của thành phố đã lên tới hơn 60.000 tỷ đồng. Cho nên chính cái đó là một cái cần phải được kiểm soát để bảo đảm sử dụng cái nguồn vốn này đúng mục đích. Các chuyên gia lo lắng nguy cơ sẽ hình thành quả bóng bất động sản từ đất nếu không có kiểm soát. Bởi dòng tín dụng đổ vào tiêu dùng bất động sản đã tăng mạnh hơn 70% trong năm 2017. Như vậy, khi dòng vốn đầu tư trên thị trường thứ cấp tăng mạnh, sẽ tác động lên thị trường sơ cấp. Cụ thể, trong năm qua, một số quận vùng ven đã thiết lập mặt bằng giá bất động sản mới, khi giá nhà đất đã tăng trung bình 30%. Lúc này, người mua ở thực đã rất điêu đứng, và với đà tăng tiếp theo của giá bất động sản trong những ngày đầu năm 2018, lại càng khiến cho khả năng mua nhà của người thu nhập trung bình thấp thêm xa vời. Thì thu nhập của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã năm 2016 thì chỉ có khoảng hơn 2.200 và năm 2017 thì là có 2.400, thì tốc độ tăng thì cũng gần hơn 6%, trong khi đó thì giá bất động sản thì đã tăng đến rất là cao, lên tới mấy chục phần trăm so với từ 15% đến 30%. Như vậy, ngay cả vùng ven, khi người mua ở thực khó tiếp cận nhà thì trên sân chơi địa ốc sẽ chỉ còn lại chủ đầu tư và nhà đầu tư. Điều này sẽ gây bất ổn cho thị trường trong tương lai. Còn hiện tại thì sức hút của hạ tầng giao thông đang kéo nhà đầu tư đổ dồn về vùng ven, sôi động nhất là thị trường đất nền. Sức hút này mạnh mẽ đến nỗi mà ngay cả khi quyết định 60 về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, thì thực tế các mảnh đất đã được phân lô tách thửa rầm rộ. Thậm chí qua khảo sát tại một số địa điểm tại quận Thủ Đức, việc phân lô tách thửa còn sai cả quy định trong quyết định 60. Hiện tại họ ký gửi thường là dao động ở diện tích bao nhiêu? Diện tích nhà bây giờ nó toàn là 60, 70, 80. Đó. Còn đó còn cái loại 54, 50 nó chỉ gọi là sót rơi rớt lại thôi. Thế còn ít có. Nhưng mà cũng có. Cũng có. Nếu theo quyết định 60 thì 6 quận khu vực 2, trong đó có quận Thủ Đức, diện tích tách thửa tối thiểu là 50 m², 13 quận khu vực 1 là 36 m² và 5 huyện khu vực 3 diện tích tách thửa tối thiểu là 80 m². Đó mới là con số chung, còn quy chế tách thửa ra sao thì thành phố vẫn đang xây dựng. Cho nên theo các chuyên gia, việc mua bán đất nền tràn lan ở vùng ven lúc này rất rủi ro. Minh chứng là mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hiện tượng môi giới nhà đất đang lợi dụng quyết định 60 để thực hiện việc phân lô bán nền, mở đầu là quận 9. Nó có một vấn đề khúc mắc, đó là cái cơ chế để mà làm cái này thì nó chưa thực sự rõ. Bởi vì nguyên tắc nếu muốn làm tốt thì anh phải kiểm soát. Mà kiểm soát thì cái việc phân lô đang rất rộng lớn trên khắp cả thành phố. Mà dồn về một đầu mối để mà kiểm tra các cái điều kiện về cơ sở hạ tầng thì thực sự nếu như vậy nó phải có một đội ngũ rất lớn
để đi kiểm tra. Và như vậy thì vô hình chung nó đang mở nhưng mà đang thắt. Như vậy nếu nhìn cả trong ngắn và dài hạn đều cho thấy hoạt động sôi nổi của thị trường bất động sản vùng ven thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu năm 2018 cần được lưu ý, bởi ăn theo chính sách thì bất động sản vùng ven đang xuất hiện nhiều rủi ro. Qua hai phóng sự vừa rồi có thể thấy sức nóng của bất động sản vùng ven thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở, tuy nhiên bên trong lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cuộc trò chuyện sau đây với ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam sẽ cho quý vị những lưu ý khi mua bất động sản vùng ven tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào ông ạ. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nhà đầu tư cần phải lưu ý những gì khi mua bán đất nền ở các quận vùng ven này ạ? Nếu mà bài toán mà để mua ở những cái nơi mà chúng ta rằng các cái thành phố vệ tinh á, mua để giải quyết bài toán nhà ở vừa chúng ta có thể vào thành phố Hồ Chí Minh cũng gần và có thể là ở và sinh hoạt ở những cái thành phố vệ tinh đều giải quyết được 2-3 bài toán thì tôi cho rằng cái điều đầy rõ là chính đáng và hợp lý. Tuy nhiên mà mua để đầu cơ thì cũng phải cẩn trọng một tí. Nói gì thì nói, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lúc nào mà nóng nhất cũng là vẫn những cái điểm này. Thì sau đó mới là các thành phố lân cận. Mà nếu thị trường mà nó có xuống nhanh nhất á thì tôi cho rằng là ở các thành phố vệ tinh chứ không phải là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội. Khi nóng á thì là thị trường nóng ở các cái đô thị lớn, nhưng mà xuống thì cho xuống nhanh và tính thanh khoản á thì các cái thành phố vệ tinh là phải cẩn trọng việc này, các nhà đầu tư phải lưu ý. Tại vì khi tính thanh khoản ở các thành phố lớn luôn luôn cao hơn các cái thành phố vệ tinh. Cho nên như vậy thì mọi người phải cẩn thận trong cái việc mà đầu tư lướt sóng. Tại vì nó ảnh hưởng đến là khi mà chúng ta sử dụng đồng bảo tài chính hơi nhiều. Nhưng mà có cái dấu hiệu nào để có thể báo trước các nhà đầu tư họ biết được không? Họ cẩn trọng không ạ? Tôi cho rằng thị trường luôn phải cập nhật thường xuyên. Tôi cho rằng theo quan điểm về đầu tư á thì nếu mà bên cạnh vấn đề về lợi nhuận và rủi ro á thì cái tính thanh khoản cũng cần lưu ý. Tại vì thực sự ra ngay cả thành phố Hồ Chí Minh đối với những dự án nằm ngay thành phố Hồ Chí Minh không phải dự án nào cũng có cái tính thanh khoản tốt. Do vậy chúng ta cần chọn nếu mà mua đầu tư để mà lướt sóng hay là đầu tư để tích lũy gì đó chúng ta cần vẫn nhận còn chọn những dự án mang tính thanh khoản và cái những cái phân khúc mà phù hợp với đại bộ phận của người dân. Hiện tại cái quyết định 60 ấy là chưa có cái văn bản hướng dẫn cụ thể, nhưng mà ở dưới thực tế của người dân ấy người ta đã phân lô tách thửa tràn lan rồi. Vậy thì cái người mua hiện tại có phải lưu ý gì không ạ? Cái quyết định đó thì tôi không biết là có cần cái văn bản hướng dẫn như thế nào hay không dưới quyết định đó, để mà hoặc là ở các cái nơi chính quyền địa phương đã nắm bắt được những cái quyết định này và để triển khai hay không. Và tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương cũng cần xem xét sát sao để tham gia trong cái việc là xác nhận cái nghĩa vụ chuyển nhượng này là rất là quan trọng. Tại vì khi chúng ta mà quyết định này nó thành lập được thực hiện ra hay không hoặc là đang ở giai đoạn là đang triển khai thì tôi nghĩ rằng là giữa người mua người bán luôn có một cái xác thực gần nhất cơ quan địa phương, gần nhất là phường xã, thì tôi cho rằng cũng cần có những cái tham vấn sát sao để mà bảo vệ được cái quyền lợi của người mua cũng như là tránh cái tình trạng là đầu cơ nữa các anh chị. Họ mua 5-10 lô xong họ bán lại nữa và những cái hiện tượng đó đã xảy ra rồi. Có nghĩa là một người chủ dự án họ phân ra 5-70 lô họ bán lại đầu nậu 10-15 lô gì đó rồi bán lại cho người dân, thì như vậy là cái liên đới dây chuyền này rất là phức tạp nếu mà cái quyết định này nó thật sự đi vào cuộc sống. Nhưng mà trong thời gian tới lỡ nó ăn theo cái cơ sở tầng thì không những 20% lỡ mua án nhiều qua lại thì nó có thể tăng lên nhiều hơn nữa, có thể gây như điều này cũng chưa hẳn lắm, tại vì nó phụ thuộc vào cái cơ sở hạ tầng nó như mức độ như thế nào và liên quan đến là cơ sở hạ tầng xã hội, chứ không phải là một miếng đất mua xong rồi để đó cắm dùi đó là có đường xây xong là chúng ta bán lời 40-50%, không phải, nó tại liên quan qua nhiều cái kết nối xung quanh nữa. Do vậy khi chúng ta mua đầu tư cũng cần cẩn thận về việc này, tránh những cái tình trạng là cứ là chúng ta nghĩ là mua 20% chúng ta bán lại để có thể lên 10% nữa thì chúng ta cẩn thận lại những cái việc khác. Tôi cho rằng cái việc mà đầu tư bất động sản ở thị trường nào cũng vậy, đều có đầu tư lướt sóng và đầu cơ hết. Tuy nhiên cái việc mà quan trọng hơn á là cần cân đối lần trong việc là cái việc là sử dụng đồng bảo tài chính. Điều này rất là nguy hiểm khi thị trường có đổi chiều, có sự thay đổi, đổi chiều hoặc là vì một lý do gì đó. Thì cái giải quyết vấn đề đất bán không được và chúng ta có khó khăn trong việc là trả cái chi phí tài chính hàng tháng hoặc hàng năm. Thì điều này dẫn đến là sự khó khăn và đâu đó ngân hàng sẽ tịch biên những cái tài sản của mình. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook kênh Chuyên đề Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.